Đây là hai bác Thiên Lương đang thăm buổi đêm tại thác Niagara Falls. Ban đêm rất là đẹp. Nửa gần nửa đêm rồi nhưng mà rất nhiều người đến thăm thác rất sẽ pháo hoa. Đây là thác nổi tiếng nhất trên thế giới giữa Canada và Mỹ. Trên thế giới kia là thành phố của Canada. Canada đây.